Bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Camera Nóng. Mới đây thì một đoạn clip ngắn ghi lại hành động đẹp của bác tài xế xe khách đối với một gia đình đang di chuyển trên đường được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi từ mọi người. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng ai xem xong đoạn clip cũng cảm thấy ấm lòng và cảm phục vì đâu đó trong cuộc sống có những nghĩa cử thật đẹp thưa quý vị. Theo đó, khi đang di chuyển trên đường, tài xế xe khách tình cờ bắt gặp cặp vợ chồng đi xe máy ôm theo ba con nhỏ, đồ đạc lỉnh kỉnh khá chật vật. Chứng kiến cảnh này, tài xế đã ra hiệu xe dừng lại và ngỏ lời cho họ quá giang. Anh tài xế đã chở gia đình đi giúp khoảng 20 km, còn người bố điều khiển xe máy đi theo phía sau. Việc làm của anh tuy nhỏ nhưng lan tỏa năng lượng tích cực cho cuộc sống, không phải ai cũng làm được.